Xin chào quý các bạn quay trở lại với livestream của bệnh viện thẩm mỹ Ca Nam. Ngày hôm nay thì quý vị có thể nhìn thấy đây là một vị khách hàng của chúng tôi đến với Ca Nam với cái mong muốn thực hiện là điều trị cái tình trạng sẹo lõm của khách hàng. Một trường hợp có rất là nhiều sẹo lõm trên khuôn mặt với một khách hàng nam. Và ngay bây giờ thì bác sĩ Gia Liễu của chúng tôi sẽ phân tích cho quý vị hiểu được hơn về sẹo lõm cũng như là cái phương pháp điều trị sẹo lõm này nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào tất cả các bạn đang xem livestream của bệnh viện thẩm mỹ Ca Nam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với bác sĩ đến nhìn với tình trạng khách hàng bị sẹo lõm do mụn nhé các bạn. Thì sẹo của khách hàng là do mụn trứng cá từ ngày xưa để lại, và trong quá trình chăm sóc này thì không có được kỹ và để tình trạng sẹo như thế này. Thì sẹo tập trung chủ yếu ở hai bên má và ở mũi nhé các bạn. Sẹo lõm thì sẽ có 3 loại chính là sẹo đáy tròn, sẹo đáy vuông và sẹo đáy nhọn. Thì tùy theo từng dạng sẹo thì chúng ta sẽ có những phương án xử lý và sẽ có đáp ứng với từng dạng sẹo khác nhau nha. Khách hàng của chúng ta hiện tại thì đang có rất nhiều tình trạng là sẹo đáy nhọn, là một tình trạng sẹo rất là khó để điều trị. Tuy nhiên ở bệnh viện thẩm mỹ Ca Nam có các công nghệ cao cũng như là đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm thì có thể cải thiện được tình trạng sẹo đáy nhọn này hoàn toàn là cao nha các bạn. Với một cái tình trạng như thế này thì chúng ta sẽ phải đi một liệu trình bao nhiêu lâu để có thể cải thiện được tối đa hả bác sĩ? Đối với tình trạng sẹo như thế này thì chúng ta có thể làm một lần đã thấy cải thiện khá là tốt rồi. Tuy nhiên là chúng ta để đạt được hiệu quả cao nhất thì một tháng sẽ đi một lần, và liệu trình như với khách hàng này sẽ rơi vào khoảng tầm 4 đến 6 lần nha các bạn. Dạ vâng, quý vị có thể nhìn thấy là bây giờ thì bác sĩ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện cho khách hàng rồi. Vậy thì bác sĩ sẽ sử dụng cái công nghệ gì để có thể cải thiện cho khách hàng này ạ? Tại bệnh viện thẩm mỹ Ca Nam thì chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều các bước và rất nhiều các công nghệ khác nhau trong cùng một lần làm để tăng hiệu quả điều trị sẹo nha. Chúng ta sẽ sử dụng công nghệ tế bào gốc để cấy vào vị trí sẹo. Thứ hai, chúng ta sẽ sử dụng những cái cây kim chuyên dụng để chúng ta tách giải sơ sẹo, làm cái đáy sẹo chúng ta bật lên. Và thứ ba, chúng ta sẽ sử dụng công nghệ laser để làm tái tạo bề mặt da và cải thiện được gần như triệt để tình trạng sẹo đáy nhọn nhé các bạn. Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi cái quá trình mà bác sĩ của chúng tôi thực hiện cấy cho khách hàng nhé. Với công nghệ cấy da siêu vi điểm của bệnh viện thẩm mỹ Ca Nam thì chúng tôi cam kết với quý vị là hoàn toàn có thể giải quyết được các tình trạng sẹo lõm, hoặc hay chúng ta còn gọi là sẹo rỗ lâu năm, đến từ các cái lý do như là: thứ nhất là chúng ta bị mụn trứng cá này, thứ hai là chúng ta hút thuốc lá gây đến các cái tình trạng sẹo của chúng ta trở nên trầm trọng, phức tạp hơn này, hoặc là một số khách hàng có cơ địa sẹo lõm gây ra cái tình trạng sẹo lõm như vậy, thì Ca Nam hoàn toàn có thể giải quyết được quý vị nhé. Và chúng ta sẽ cùng xem một vài cái nốt cấy da siêu vi điểm mà bác sĩ của chúng tôi thực hiện cho khách hàng với công nghệ tế bào gốc của Ca Nam. Công nghệ điều trị sẹo lõm của Ca Nam sẽ phối hợp giữa việc sử dụng công nghệ cấy tế bào gốc cũng như là sử dụng công nghệ laser để có thể là hoàn toàn cải thiện được tình trạng cho khách hàng dù ở cái mức độ nặng nhẹ như thế nào. Đó, bác sĩ sẽ về mặt nó mô tả công nghệ ấy, thì bác sĩ sẽ sử dụng kim chuyên dụng để có thể là phá vỡ các cái sơ sẹo ở bên dưới cái sẹo lõm của khách hàng. Sau đó thì bác sĩ sẽ đưa tế bào gốc vào làm đầy cái vùng sẹo lõm của khách hàng lên và thực hiện đi laser. Từ đó thì sau khoảng một liệu trình, khách hàng sẽ có cái độ cải thiện cực kỳ cao luôn nhé quý vị. Về mặt chi phí cho dịch vụ này thì sẽ có mức giá dao động từ 8 triệu đến 10 triệu trên một buổi điều trị, và chúng tôi sẽ có cái chương trình ưu đãi cho khách hàng quý vị nhé. Quý vị có thể tham khảo chi tiết hơn về chi phí cũng như là cái công nghệ của chúng tôi thực hiện cho khách hàng bằng cách rằng là để lại số điện thoại cho chúng tôi trong phần bình luận của livestream, hoặc là có thể gọi điện trực tiếp đến hotline của bệnh viện thẩm mỹ Ca Nam để được tư vấn trực tiếp quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép được kết thúc livestream tại đây. Khi có kết quả của ca làm đẹp này thì chúng tôi sẽ cập nhật trên trang web của bệnh viện thẩm mỹ Ca Nam cho quý vị theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.